lên sóng và giới thiệu với cả nhà YouTube mình một con cắt cỏ. Con này của nó là Genoat Komatsu đây. Giật trợ lực nhá. Con này nguyên zin tất này, trừ mỗi cái bình xăng là mình thay rồi này. Bình xăng này là thay rồi nhá, còn đâu tất cả nguyên zin tất. Từ hơi hám chế điện. Con này là máy to, máy 30 này. Genoat BKZ3050. Con này đường kính piston của nó khoảng 36mm và dung tích xi lanh là 30cc. Con này dùng phát đồi thì ok luôn. Máy lớn nhá. Hàng hẹ luôn này. Tum rời nhá. Tum rời. Chế hai họng luôn, chế One Pro. Có trợ lực luôn. Đây, cần điếc đây. Ngon lành luôn. Con này là dòng máy to này. Máy to lúc nào giá thành nó cũng cao hơn những dòng máy nhỏ. Ví dụ như dòng máy 20, 21, 23 ấy, thì giá nó rẻ hơn. Còn con này là hàng máy to rồi. Máy 30. Đường kính piston 36. Dung tích là 30cc. Xăng pha nhớt các bạn nhé. Động cơ 2 thì xăng pha nhớt. Bây giờ sẽ test tiếng nổ cho các bạn xem nhé. À, ra đây. Giật trợ lực nó nhẹ. Đấy, phát nổ luôn. Đây, nghe tiếng garanti này. Giòn tan luôn. Nổ lại nhá. Trợ lực này thì giật nó nhẹ đây này. Phát ăn luôn. Dễ nổ, rơi dép phát là nổ luôn. Ruồi đậu bay phát nổ luôn. Con này công khai giá của cả nhà mình nhá, là con này là 2,5 triệu. 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Chung là tiền nào của đấy thôi. 2,5 triệu cho một con Genoat Komatsu hàng hệ. Tum rời này. Chế hai họng, chế One Pro. Và là máy to nhá. Máy 36mm. Bạn nào mà có nhu cầu về con này thì để lại số điện thoại nhé. Hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại là 0855 777 555. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.